Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay đã là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2020 rồi các bác. Thì hiện tại phía trước các bác cùng với mọi người là bên em có về được ba loại lan. Thì ba loại lan này là thuộc vùng rừng của Kon Tum nha các bác. Thì loại đầu tiên đó là một loại lan mà cho hoa cực kỳ là đẹp và màu sắc cực kỳ là rực rỡ nha các bác. Đó là lan hoàng thảo đơn cam. Và loại thứ hai đó là lan hoàng thảo trinh bạch. Và loại thứ ba đó là lan hạc đính hồng. Thì lan hạc đính hồng thì em có một phần và lan hoàng thảo trinh bạch thì em có hai phần. Thì còn là lan hoàng thảo đơn cam thì là em có được là 2, 4, 5 phần đơn, 5 phần lan đơn cam nguyên bản và một phần rời và một cái rề rời đấy. Thì để không mất nhiều thời gian của các bác cùng với mọi người là em sẽ xin phép mà quay rõ từng phần và từng loại một cho các bác cùng với mọi người là sưu tầm nha. Và sau đó là các bác liên hệ đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề và đặt cho mình những phần lan mà mình muốn sưu tầm. Và đầu tiên hôm nay thì là em có là 5 phần nguyên bản của lan đơn cam này các bác. Thì mỗi một phần lan nguyên bản đơn cam như thế này em đã chia đều sẵn rồi, là một phần nó sẽ có 5 cục và mỗi một cục là một phần là nó có 5 cục và trong một phần là nó sẽ có giá là 350 nha các bác, 350 cho một phần. Thì đầu tiên đây các bác, một này cực kỳ là dài luôn nha các bác, 1, 2, 2 nha các bác. Thì cái dề này thì nó hơi lủng lỉnh thì em cũng có cột cái dây lạt lại nhé các bác. Đấy, 2 cục này, 3 cục này, đấy nhỏ như thế này mà cũng đang cho ra nụ hoa rồi các bác này. Về các bác cũng có thể là còn được ngắm hoa luôn. Đây nữa này, đấy đang bắt đầu chuẩn bị bung rồi. Đấy, về các bác vẫn có thể là còn được ngắm hoa nhé. 3 này, 4 này, 5 này, đấy, 1 này, hình thứ hai các bác. Thì mỗi một hình em để chia sẵn đều bằng nhau hết rồi các bác, hình nào nó cũng giống như nhau thôi. Đấy, mầm gốc đang lên này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, thằng này thì 2 mầm, 2 mầm gốc này. 5 này. Đấy, hình này thì em cũng có cái cột cái dây lại này, nó bị lủng lỉnh các bác. Đấy, 2 mầm gốc này, hoa nở rực rỡ cực kỳ đẹp nhé các bác. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Cục này thì là nó có 3 dề này, 1 dề này, 2 dề này, 3 này, 4 dề này, 4 dề nha các bác, cục này 4 dề. Đấy, 5 cục. 1 cục này, 2 cục này, 3 cục này, 4 này, 5 này. Đấy, 5 cục này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, thì đây là 5 phần lan nguyên bản đơn cam nha bác. Và mỗi một phần là 350. Đấy, 350 cho một phần lan đơn cam nguyên bản. Và em sang loại rời này. Thì ở đây em có một cái hình rời. Và hình rời này cũng có giá là 350 luôn nha các bác. Thì trong một hình rời là nó có một rề này, một rề này. Hình rời này rề là toàn rề đẹp các bác. Một rề, 2 rề, 3 rề, 4 rề. Đấy, rề rất chi là mập mạp. 5 rề, 6 rề, 7 rề. Đấy, thì 7 rề này là 350 nhé các bác. 7 rề rồi là 350. Đây, các bạn nhìn này, giao họa cực kỳ đẹp luôn.
đấy, rực rỡ. Và em có là hình cuối cùng này, thì đây là cái dề đơn cam rời. Thì nó là hàng cái dề cực kỳ là đẹp luôn các bác, hai vòi hoa cực kỳ là dài, hai vòi hoa này được 20 cm, và nó có ba cái mầm gốc, thì mất mất một cái mầm ở giữa này, cái mầm ở giữa này thì nó bị gãy gập ở đây các bác này, và nó đang lên tiếp này. Đấy, thì cái dề này cực kỳ là đẹp nhé các bác. Thì cái dề đơn cam này có giá là 200 nhé các bác, dề cuối cùng có giá là 200. Đấy, cũng nguyên bán, à quên, hàng dề rồi, dề cuối cùng 200, 200 cho cái dề này. Đấy, tiếp theo là em sang loại thứ hai, đó là lan hoàng thảo trinh bạch, một loại lan mà cho hoa cũng rất chi đẹp luôn nha các bác, và rất chi là thơm. Thì em có hai hình, và mỗi một hình hoàng thảo trinh bạch như thế này sẽ có giá là 250. Thì hình đầu tiên này các bác, thì nó có là một dề nhỏ này, hai dề này, ba dề, bốn dề, năm dề, sáu dề, dề lớn này các bác, dề này dề lớn, sáu dề, bảy dề, tám dề, đấy, đấy, đây là hình đầu tiên. Hình thứ hai này các bác, hình thứ hai cũng có giá là 250, nó có là một dề này, hai dề này, dề lớn này, ba dề, bốn dề, và một cục nguyên bán này, năm dề, sáu, bảy, tám, đấy cũng tám dề luôn nha các bác, là 250 hình thứ hai. Và loại thứ ba đó là lan hạc đính hồng, thì em có một hình thôi, và một hình như thế này sẽ có giá là 300.000 cho ba bó. Thì cái lan hạc đính hồng là nó cho hoa làm cái vòi hoa rất chìa dài nha các bác, giống như hạt đính nâu và hạt đính vàng. Đấy, hoa nó rơi vào mùa xuân thì hoa của nó là một cái màu hồng rất chìa tươi. Và ở đây thì em có một hình thôi, một hình lan hạt đính hồng, và nó sẽ có giá là 300.000 cho một hình, và một hình này là ba bó nha các bác. Đấy, ba bó cho một hình. Rồi, đấy là tất cả ba loại lan của em vào phiên ngày mùng 10 tháng 4 nha các bác. Và có gì các bác liên hệ đến số điện thoại của em để trên đề. Và bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác và mọi người vào các clip tiếp theo.